Hello, chào các bạn, mình là Jay đây và hôm nay mình sẽ trang trí phòng ký túc xá Stanford của mình. Mất cả một học kỳ để hoàn thành. Và đây là phòng 3 người của mình trước khi trang trí. Và đây là thành quả quá là xinh luôn và các bạn hãy coi room tour vào cuối video này. Nhưng ok vào thôi nào. Mình thích xuống đây và mình thích núp và có những thời gian riêng tư. Ok các bạn thì tình hình thì đây là cái phòng của mình, nó nhìn kiểu như là ôi dạ. Để mình thử chỗ khác nè. Nó nhìn kiểu như là quá là chán. Nghĩa là tuy cái khúc này thì nó rất là hồng, nhưng cái đằng sau á, nghe đây nè, thì nó nhìn kiểu như là rất là chán. Và mình đang rất là muốn kiểu như là bao lớp nguyên cái tường này luôn, để kiểu là che cái màu xấu xấu này. Nhưng mình kiểu mình đang chờ mọi thứ tới. Giờ mình đang chờ các cái thứ mình đó còn tới nữa. Nhưng tình hình thì phòng mình thấy cũng khá là ok. Tuy mà chỉ có một góc này để mình làm như là góc ở giữa thôi á, nên hơi xui là bị cái ở giữa, nhưng không sao, mình vẫn sống được. Và ở dưới đây thì mình kiểu là mình tính làm một cái hang Jenny hang dưới đây. Kiểu là vì mình hấu sự riêng tư nên mình sẽ vào đây để mình trốn trong lúc mình khóc. Yeah, để các bạn coi nè. Nhìn mình chui vào cái hang này các bạn. Không các bạn, nhìn ổn không? Woo. Nhưng mà có khá là nhiều thứ mình cũng cải thiện trong cái phòng cái này nè. Thì cái khúc này mình thấy cũng khá là ok, tuy nó hơi lại bừa cái đít kìa. Nhưng mình sẽ sửa điều đó. Nhưng mình sẽ kiểu chắc chắn mình sẽ làm cái ở đằng sau cái giường mình. Mình đang tìm cách thôi, mình đang tìm cách làm mà mình không cần khoan lỗ. Là vì nếu mà giường mà khám phá ra là mình có cái lỗ trong tường cuối năm là mình sẽ phải trả $500. Tình hình ở tạm của mình cũng đang khá là tạm, nhưng chà, là cái đó. Và các bạn hãy bấm nút đăng ký đi, là vì sắp được 4 triệu bạn sớm rồi. Bye bye. Sau rồi mình đã đi thăm ký túc xá của bạn, mình đã lấy động lực. Bây giờ mình cho các bạn coi ký túc xá này, nó quá là ngầu và sến luôn. Mình rất là muốn ở đây. Kiểu mọi thứ đây là màu hồng và là Barbie và nó quá là sến luôn. Mình muốn ở đây quá các bạn ơi. Đây là dorm của chị Harry. Đẹp quá đẹp giường. Kiểu nó giống như là một cái kiểu sến sến cổ cổ và nhìn nó đẹp đẹp sao các bạn. Hello các bạn, đây là tuần thứ 2 đại học và thêm cả vài thứ trong phòng mình đã tới, bao gồm cái máy hút bụi nữa. Wow. Nhưng mình đã làm cái điều này khá là ngầu, vì đây là kiểu là đây là cái lavabo của chúng mình phải không? Thì mình đã mua cái màu hồng này. Vì cho các bạn coi nè, đây là cái mình đã mua cho chúng mình. Này nè. Wow. Mình sẽ để nó ngay đây. Mình đã tính toán sai, là vì mình tưởng cái này nó sẽ nguyên cái này, nhưng ai nhẹ nó chỉ có vậy thôi man. Không biết là vì mình đo sai hay là vì mình bị lừa đảo nha. Nhìn hơi buồn cười á. Và mình đã nhận được cái đèn nhưng nó lại không có bóng đèn, nên kiểu quá là chấm hỏi. Và thêm hai cái gối nữa, nhưng kiểu cái giường mình không có còn chỗ để cho gối nữa nên chắc mình bỏ cái này dưới gầm giường, để ở dưới hang Jenny. Các bạn nhìn này nha. Để mình chui vào cho các bạn xem nè. Đây kiểu là cái khu vực cô đơn của mình đó các bạn. Dưới gầm giường á. Các bạn thấy nhìn yên tĩnh không? Mình thả mấy cái này xuống luôn nè. Và thấy mà các bạn, mình làm gì dưới đây là không ai nhìn thấy luôn. Quá là riêng tư, cuối cùng mình có sự riêng tư là vì kiểu trong cái phòng 3 người này mình hấu sự riêng tư chút nào luôn. Ngoài lúc này là vì bạn cùng vào đây đi tắm. Và mình cũng đây hôm nay. Sorry không. Các bạn hôm nay mới đi học về nên kiểu rất là mệt, nên bây giờ đang nói hơi bị linh tinh. Nhưng nhận được mấy cái poster này để mình cho lên cái tường xấu quá kia. Và tình hình chỉ có cái cờ Stanford thôi, để làm cho nó đỡ xấu quá, có cả đống luôn. Kiểu mọi thứ đó đều khá là hồng và xanh. Nhưng mình không biết là mình đã đo đúng không nữa, là vì mình dùng cái kiểu là cái đồ nghề đo của iPhone á, nên kiểu có thể cái này nó sẽ bị sai. Để mình coi. Mình sẽ ráng ép nó lên đây coi coi nó có nhìn ổn hay không. Có thể mình đã đặt mấy cái poster này nó không có, nó hơi bị nhỏ quá hay sao. Mình không biết nó sẽ như sao, nhưng mình nghĩ nó như vậy. Mình sẽ đè cho mấy cái này thẳng, rồi ngày mai mình sẽ quay lại và cho nó lên. Mình đã tìm mọi thứ khá nặng để đè nó, để kiểu bao gồm quả táo này nè. Nhưng hình như quả táo này cũng hơi thúi luôn rồi á mình đã. Giờ chắc chắn là thúi rồi. Nhưng đây là các poster của mình. Và rốt cuộc thì ngày mai mình đã không có quay lại và cho nó lên. Hello các bạn, thì mình đã mua cái ghế này, nó quá là hình ảnh. Là vì cái ghế hiện tại của mình nó hơi bị đau đít á. Đau đít và ngứa đít khi mình mặc quần sọt nữa. Kiểu giống như là có gai đâm rồi các bạn. Nên mình muốn cái màu hồng này để kiểu là thay thế nó, hoặc là bỏ rơi nó. Ok, mình sẽ làm một cái ảo thuật này nha. Ok, 3, 2, 1. Wow, quá là phê luôn. Kiểu như là cái ghế này nó sến hơn. Cái ghế này rất là nhiều. Là ghế này kiểu ngồi nó không có đã lắm, nên ngồi nó tạm thôi. Như ghế này á thì vì nó màu hồng nên nó kiểu như là nó làm mình vui hơn, có nghĩa là nó đã hơn, nghĩa là nó ổn hơn, phải không? Và không đau đít nữa, rất là ổn, nên rất là hợp với nguyên ghế này của mình ở đây. Ổn quá, đã quá. Ok, để mình thử thức ghế này các bạn. Bye bye. Hello các bạn, thì mình đã mới mua các món đồ này. Đã chút đến
phòng của mình. Và bây giờ mình phải tự lắp, là vì mình là một người lớn rồi. Thì mấy cái hộp này để xếp lại thành như vậy nè. Cũng quá là hồng luôn. Và đây thì là kiểu là cái kệ để giày. Và rap này giống như đang chơi rap hình vậy, các kiểu là nó vui vui sao. Và đây là phẩm của mình, cái kệ giày này. Có cái đường để mình cho cái mấy giày điện rồi. Và mình nó mua miếng màu hồng to đùng này. Để mình sẽ trả nó lên cái bàn. Phải chung mọi thứ mình mua đều màu hồng. Thử xếp. Thì sau vài tuần ở ký túc xá này thì chúng mình đã tò mò tại sao lại không có cái gương giày thằng lợn, nó kiểu như là cái thế tự soi bản thân thôi các bạn. Vì cái gương ngay cái lavabo nó hơi bị bé các bạn. Nên mình và bạn cùng phòng đã thuê taxi để chạy đến siêu thị để tạo cái gương giày thằng lợn trên phòng của chúng mình. Hôm châu cái đó mấy gương này các bạn thấy gương nào ổn nhất? Không biết rồi nhờ. Nhưng chúng mình đã chọn người cái gương quá là vuông nhưng nhìn quá là bình thường. Xong rồi chúng mình đã cho nó vào cái xe taxi để chở về ký túc xá. Bây giờ thằng lợn nó lên tới đây luôn nè. Và sau đó là khúc ghê nhất, đó là phải xách nó lên cầu thang. Và cái kết thì gương nó quá là có dụng, là vì chúng mình nghĩ thấy kiểu là chụp hình selfie cái trước gương với các bạn nữa. Và bây giờ tiết mục giải quyết cái tường xấu quá của mình. Và hôm nay chúng mình có sự gặp mặt và sự trợ giúp của con bạn cùng phòng của mình, tên là Teresa. Thì tình hình thì câu chuyện đấy là, thì hôm bữa mình đã đi mua hai cái khăn chải bàn. Và lúc đó ra khỏi bịch thì nó quá là nhăn, nên chúng mình đã nghĩ ý kiến này đây là chải lên cái giường của con bạn mà tối hôm qua nó không ngủ đó. Và yeah, để cho nó thẳng hết các bạn. Và cũng được việc vết luôn á. Bước đầu tiên thì mình tháo ra cái trang trí tạm thời của mình. Xong rồi thử trải cái miếng này lên, kiểu là nó hơi mỏng nên vẫn nhìn thấy cái màu xám xáo đằng sau. Quá là không ổn. What if we put the paper underneath and then put this on top? True. Okay. Thì chúng mình đã quay lên lại để tháo ra cái miếng này. Xong rồi lấy cái miếng này và dán nó lên. Chắc chắn là cái này mình làm mình là không có xuể luôn rồi các bạn. Nên hên quá là có con bạn cùng phòng. Should we cut it or you want to drape you like this? Cái phong cách này nó hơi ngố rồi nha các bạn. Phải cắt chứ để vậy kỹ chứ. It's fancy. Think it looks cute. It looks like a mess. No. Nên mình đã đề nghị nhanh nhanh giải tán. Bye bye. Rồi sau đó thì kiểu là thục mấy cái mép mép vào cho nó đỡ nhìn ghê thấy ghê. Nhưng chỉ mỗi tội là dưới đây cái mấy cái bộ ổ cắm điện cái mình không có xài được nữa, là vì mình để cái miếng này lên là bye bye ổ cắm điện luôn. Và cuối cùng thì chúng mình đã ngắm thành phẩm và nó nhìn đẹp thiệt đó các bạn. Okay, you can do your homework now. Cảm ơn bạn nhiều nha. Tình hình thì nó nhìn giống như vậy, nó cũng khá là ổn, chỉ là nó không có còn màu này nữa. Như nó là màu này. Sến hơn gấp 10 lần, quá là sến luôn. Hello các bạn yêu ơi, thì mình muốn khoe cho các bạn cái này nè. Thì mình đã mới mua cái đồng hồ này. Nó kiểu như là nó có thể đổi màu được. Nó màu hồng, và mình có thể kiểu là chỉnh điện thoại luôn. Kiểu là mình có thể chỉnh cho nó có đủ màu luôn rồi cho các bạn coi nè. Wow, nó màu khác rồi. Kiểu là hay không? Và mình chỉnh màu bằng cái app này. Quá là hay. Tại mình không biết nên để lại ở đâu, nhưng kiểu là mình toàn là bị vấn đề mình thức dậy, xong rồi thức dậy thì sai giờ là vì mình ngủ nhiều quá, nên cái này cũng khá là, cũng nó sẽ giúp mình kiểu là thức dậy đúng giờ. Là mình rất là nhớ nhà của mình, các bạn nhớ các video mình ưa có mình show cái đồng hồ này kiểu là nó là mấy giờ không? Các bạn hiểu mình đang nói gì phải không? Dạ, cái này làm mình rất là nhớ. Dạ, cảm động. Quá là cảm động, để mình đổi lại màu hồng nữa. Hey, ok, và mình nghĩ là mình sẽ để trên đó. Để đây cho mọi người trong phòng mình thấy nhìn được nữa. Và ngay trước mặt mình khi mình ngủ. Wow, thương chưa? Ngầu chưa? Tình hình thì cái phòng mình giống như vậy. Mình cũng khá là hài lòng với phòng của mình. Kiểu là bây giờ nó nhìn giống như là nhà hơn là chỗ kiến túc xá lạ. Kiểu là nó nhìn giống như là Jenny phiên bản phòng. Các bạn thấy nhìn giống Jenny phiên bản phòng không? Mình sẽ cho các bạn thêm thông tin sau khi mình trang trí thêm. Mình vẫn cần cho cái mấy cái hình lên đây, nên các bạn hãy chờ cho cái đó. Hiện tại thì mình đang hơi bận và hơi lười và hơi có nhiều bài thi, nên dạ, đó là cái đó. Ok, bye bye. Và mỗi lần mình kéo rác thì mình phải ra ngoài mình quăng cái giày kiểu như là đây là cách mình bỏ rác mỗi tuần. Chỉ là một khoảng đường để đi quăng rác luôn á. Hello các bạn. Bây giờ mình đã rất là mệt và mình phải đi bắt kiến, là vì oh my god, nhìn ghê quá. Nhưng không sao hết, các bạn hãy thông cảm. Hôm nay cái mắt mình hứa các bạn mình không có làm gì mà ám đâu. Mình chỉ rất là mệt. Yeah. Nhưng hôm nay mình sẽ trang trí cái phòng của mình và trang trí hết luôn, là vì kiểu là phòng mình cũng chuẩn bị hết xong hết rồi. Nhưng dạ, hello các bạn, thì ở dưới đây mình đã làm cái này cho một tuần rồi. Mình đã ép mấy cái, mình đã có mấy cái posters này thì Dormify. Hình như mình đã ép từ năm tuần trước rồi các bạn. Năm tuần trước, Jenny Huỳnh đã nói. Rồi ngày mai mình sẽ quay lại và cho nó lên. Và rốt cuộc mình đã quay lại sau 5 tuần. Mình sẽ kiểu là cho nó lên đây. Nhưng kiểu mình rất là ngứa mắt khi nó không có thẳng. Nên mình sẽ kiểu khoan. Mình sẽ dùng cái này để đo cho nó thẳng, đúng không các bạn? Khoan, để mình tìm cách leo lên cho nó đã. Hello. Để khoan, để mình làm cho khúc này nó thẳng đã, thì mình hơi bị ngứa mắt rồi. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đo các diện tích của nó. Nhưng kiểu cái chiều đo của mình nó không có được chuyên nghiệp lắm nên I don't know. Okay, you don't need to know. Thì mình đã đo cái poster xong rồi lại dán nó lên, nghĩ rằng nó đều vậy. Hello các bạn, thì theo toán của Jenny Huỳnh thì đương nhiên cái này nó sẽ là 7 cm, like
Không, lộn, 14 chứ. 14 rồi. 14, ok. 14cm, lại khoảng cách giữa cái này với cái này. Nên... để mình đánh dấu cho nhớ. Khách này thì đòi 7 phải không? Mình không biết nữa, này mình đã đòi. Mình cảm giác kiểu là thông minh là sao các bạn? Chính khó lắm các bạn. Kiểu mình cái bệnh ngu toán của mình á, nó đang hơi vấn đề. Ok. Sau khi mình sẽ ịnh nó lên. Quá lên đây. Ủa, sao nó nhìn hơi lệch vậy mình? Khoan, để mình đo lại coi coi nó có lệch hay không. Ok, để thôi đo lại. Và sau khi làm cái đó hết lệch thì mình đã ịnh nó lên bằng mấy cái ghim nè. Không biết nó có lệch không nữa nhờ men. Ồ, ngầu như em đi. Hi. Góc quay mình ngầu không các bạn, nhưng kiểu nó không có thẳng 100% nhưng nó cũng thẳng nổi cho mình rồi. Oh, okay, I think we should go down now. Úp, và dưới đây thì mình lại bị quên cái số đo nữa rồi nên mình phải đo lại. Nên mình đành phải đo lại. Úp, hello bạn cùng phòng. 7cm, right? Mình không biết nhưng hình như nó vậy. Có lệch không ha các bạn? Ủa, cái tay đánh từ đâu giờ? Và sau đó thì mình đã ghim nó tiếp. Có thẳng không mọi người? Không biết nữa. Và cái ghim ở đằng sau đây nữa. Ổn chưa? Nhưng kiểu của đằng sau của mình nó hơi bị kiểu lung lay á, nên mình mong mình ở sau có rất đau mình. Nhưng đây còn thiếu hai cái nữa nên mình đã ghim nó lên tiếp. Nhưng mình lại quên số đo nữa nên mình đã phải kiểu đo nó tiếp nữa. Blup blup blup. Ổn. Úp, mình đã biến hình qua bên đây rồi. Đây là cái cuối cùng. Và mình đã chọn cái cuối cùng cho vào đây đằng sau này. Là vì mình rất là ghét cái này, mình cảm giác nó nhìn rất là xấu. Nên mình sẽ bỏ nó đằng sau. Và Hoa sẽ biến. Hello, hello. Dạ. Ok. Thôi nhét vào trong đây thôi. Yes. Tốn không mọi người? Đưa mình nhét ra vào thêm nè. Và... và sau một thời gian đánh vật thì chúng mình cũng đã xong rồi. Bây giờ sẽ trang trí thêm ở đây cho nó nhìn ổn hơn. Và tiếp theo thì mình sẽ mang cái đèn quả chuối này lên. Quá là nhắc nhở mình đến đèn quả chuối ở nhà của mình. Ở đây có cái đèn chuối, rồi cái cây chuối, rồi cái poster quá là sớm. Nhưng mình đã để ở đây hay là ở đây ha? Thôi để lát này giải quyết. Sao mình có cái này mình sẽ máng ở trên đây. Mình có các trang trí này như là cái hoa. Thôi mình có mua cái này. Cái này nha. Wow. Thì mình tính kiểu là bỏ nó lên đây. Thì không biết là làm thế nào. Bây giờ đang suy nghĩ. Mình trèo lên tiếp nè. Hơi bị rối. Các bạn ơi, mình đang gặp phải một vấn đề lớn. Gì mà rối vậy man? 30 phút sau. Mình đã ngồi đây cho 30 phút rồi các bạn ơi. Không có ổn chút nào rồi nha. Kiểu nó rối một cách mà mình không có biết mình tháo ra cách nào luôn các bạn. Được rồi. Không ổn, không ổn. Một tiếng sau. Hello các bạn, thì sau một tiếng đó. Nó lại bị rối nữa. Oh no. Ok, nó ổn lại rồi. Sau một tiếng thì chúng mình chỉ đã có được cái dây thôi. Chứ mấy cái còn lại thì nó còn bị vấn đề. Nhưng chúng mình sẽ cho cái này lên đây. Trời lên tiếp. Và mình máng nó từ đây qua đây. Những cái này giống hệt như là cái dây chuyền mình ưa đeo á các bạn. Wow. Xong rồi chúng mình sẽ cho cái khóa lên đây. Cái này mình đã cướp từ cái hôm cái tiệc tốt nghiệp mình đó các bạn. Thì mình tính máng nó vậy nhưng mà cảm giác nó nhìn hơi bị bất thường quá nên mình đã đổi và máng nó vậy. Quá là xinh luôn. Ok là. Và quả chuối thì mình máng ngay lên cái này cũng được luôn, khá là tiện. Nhưng kiểu thì mình hơi bó tay lên vì cái này nó có vừa điện và vừa có pin nữa. Nhưng giờ cắm điện và nó mới sáng lên nên yeah. Wow. Sớm chưa? Như đợi khoan để mình đổi cái vị trí cắm, là vì cắm ở đây là nó sẽ bị vấn đề vậy. Các bạn thấy nhìn ổn không? Mình thấy nhìn khá ổn á. Rồi cái này có thể mình cho nó lên. Đấy, trên cùng. Úp leo lên tiếp và để nó trên nó. Ok đây. Và mình dùng băng keo để dán nó lên. Yeah. Ok, bây giờ mình sẽ ráng cho nó lên đây nè. 3, 2. Wow. Vì hồi nãy nó quá là rối nên mình đã dứt ra và dán từng cái lên. Mình lười leo lên nên mình đã nhảy lên để ịt nó lên. Chưa tê không các bạn ơi? Kiểu sến hơn gấp 100 lần luôn. Yay. Xong rồi. Và bây giờ tiết mục trang trí cái bàn. Hello. Và mình sẽ cho cái này ở đây. Đây là cái vụ. Mình sẽ cho nó đây. Để kiểu là mình biết mấy thứ quan trọng của mình. Thôi đây mình sẽ biết. Để mình ghi một câu bí mật này lên này các bạn. Yeah. Xong rồi mình có thêm mấy cái hình này nữa. Các bạn mình bây giờ nó đang hơi bị thấy ghê. Nhưng mình tính kiểu là cho ra lên này. Dán băng keo lên. Và hình này là hôm sinh nhật của mình có mọi người nè. Và kiểu cái miếng hình này nó dài mấy miếng hình kia. Mình cảm giác hơi ngứa mắt nên mình lấy kéo và mình đã cắt nó. Để cho nó kiểu nó bằng phẳng đó. Và mình có hai em này nữa. Không biết điểm chi nữa nhưng nó cho lên đây cũng được. Xong rồi em này thì mình muốn. Em này mình muốn để em lên đây á kiểu. Cái đít nữa là cái quả bơ nó mò đít á. Sao khá là thú vị. Yeah. Có là sơn. Và sau 3 tháng vất vả đến cuối cùng chúng mình đã hoàn thành xong cái phòng rồi. Và bây giờ là tiết mục room tour. Đây là phòng ngủ của mình tại ký túc xá Đại học Stanford. Oh my god, hello, chào các bạn. Và chào mừng các bạn đến phòng của mình.
Thật ra phòng của ba chúng mình là vì mình ở với ba người. Nhưng dạ cái đầu tiên khi các bạn vào phòng này là cái gương để kiểu là tự nhìn bản thân á, vì mình quá là đẹp phải không? Dạ. Không đẹp. Nhưng tiếp theo thì là cái chỗ để mình đánh răng. Nó không có gì mấy đâu, nhưng kiểu mình khá là may mắn là vì bình thường ký túc xá là phải vào trong toilet để đánh răng, nhưng mỗi sáng thì mình đánh răng ở đây nên nó tiện hơn. Thay thế thì mình có ba người trong phòng. Chưa sao ấy, thì cái này cũng khá là đơn giản. Ở trong đây thì mà cũng không có gì hết. Đây là đồ của mình. Đồ của mình thì mình để trên đây. Có một chải răng màu hồng, cái ly màu hồng, cái đồ xịt màu hồng, cái gì màu hồng ấy. Cái này thì khi mình xong thì mình chỉ cần đóng cái này thì giống một cái tủ luôn á. Các bạn nghĩ đây là một cái phòng nữa, nhưng không phải, đây là cái tủ đồ của con bạn mình thôi. Và đây là phòng của con hôm nay nó hơi đẹp rồi. Nhưng đây là chỗ của mình. Wow. Thì các bạn nhìn thì mình đố các bạn á, mình đố các bạn nha, ok. Mình đố các bạn là màu mình thích nhất là gì, các bạn hãy bình luận ở dưới nha, nhớ nha. Thì cái giường của mình thì rất là cao, kiểu là lúc mình leo lên á thì mình leo lên như vậy á, thì nó không được nên mình phải kiểu là nhúng ở như vậy. Trời nhéo cá heo rồi các bạn. Nhưng kiểu làm vậy nó cũng hơi fail. Nên mình có cái đồ này nè. Cẩn thận không đạp lên laptop. Nhưng mình có cái đồ này để mình leo lên rất là dễ dàng. Vì cách hồi nãy nó hơi bất tiện. Dạ. Và thì ở trên giường mình thì mình có ra giường màu hồng. Xong rồi mình có cái headboard này. Nó nhìn rất là một con sò á. Nên mà khi mình thức dậy á, mình cảm giác như là mình là một con sò biển mới thức dậy. Quá là tươi. Xong rồi ở đằng sau thì mình có các poster màu hồng như là self love là vì mình rất là yêu bản thân, các bạn nên yêu bản thân. Và ở trên đây thì có Stanford là vì kiểu là có khi mình thức dậy á, mình phải tự nhắc nhở mình là mình đang học ở đâu. Có khi mình quên đó các bạn, có khi mình thức dậy mình nhớ là mình học cấp 3 thì không phải đâu, mình đang học đại học. Đúng rồi. Xong rồi ở đây để cho các bạn coi nè, đâu nè, úp phải nè, để mình biểu diễn cho các bạn xem nha. Đợi qua nha các chế. Wow, mình có một cái đèn quả chuối là vì mình đố các bạn hai quả mình thích ăn nhất là cái gì. Wow. Và ở đây, qua đây ở đây thì mình có kiểu là cái khu vực, thì khu vực đầu giường của mình thì mình có cái quạt, là vì nhìn vậy thôi á, chứ trong phòng cái này á nó nóng hơn ở ngoài chắc 20 độ luôn á các bạn, và không có máy lạnh điều hòa nữa. Không hiểu nữa, kiểu là có máy sưởi á nên nóng chết luôn nên mình phải xài quạt. Và mình có hai cái đồ sạc của mình, chị thương không? Sớm quá trời luôn á. Và ở đây thì mình có hộp giấy quả chuối, không phải lộn, hộp giấy quả bơ, và mình đã cho giấy vào đây. Mình dùng cái này rất là nhiều là vì hiện tại mình đang bị bệnh nên mình rất là sụt sịt, nên mình chỉ cần lấy một tờ giấy ra và ổn. Ok, và các bạn nghĩ rác thì mình để ở đâu? Rác thì để mình cho các bạn, cho các bạn nhìn thấy cái chỗ đâu để rác của chúng mình nè. Ok, được rồi, các bạn đừng nhìn nè, hơi bày bừa. Ở đây thì có cái chỗ để rác, có ba cái thùng rác khác nhau, là kiểu là rác thải, rác tái chế, và vì cái này là thải nên mình sẽ cho vào đây. Dạ. Yeah. Đây là cái ghế cũ của mình. Mình đã bỏ rơi em ấy là vì mình đã mua ghế mới. Wow. Oh my god, mình có ghế. Thì đây là một trong những thứ mình thích nhất trong phòng mình. Đây là ghế màu hồng của mình. Mình nghĩ cái này hơi bị phạm luật là vì hình như mình không có được phép mang nội thất vào trong kiến trúc xá. Nhưng không sao, không ai nhìn nên không ai để ý đâu. Đợi khoan, lát nữa mình cho các bạn coi cái khúc nghỉ trong phòng. Đây là dưới đây. Ở dưới đây là khúc kiểu là ngồi trong phòng. Và mình sẽ cho các bạn coi cuối. Đây là cái bàn học của mình. Mình bình thường ngồi ở đây cho quá là nhiều tiếng. Có khi ngồi ở đây tới 3 giờ sáng. Nhưng ở đây mình có đủ thứ sến như là cho các bạn coi nè. Đây là một cái đèn. Đây là đèn học, thế mình muốn học kiểu là ánh sáng nó không có sáng quá. Đây là ánh sáng nhẹ. Và đây thì là cái đèn ánh sáng mạnh. Đây mình có ba cái đèn khác nhau cho ba kiểu là công dụng khác nhau. Mình muốn học sáng trưng thì mình xài cái này. Mình muốn kiểu là mình muốn kiểu là chill chill thì mình xài cái đèn hồng. Và mình muốn kiểu là học một cách đơn giản thì mình xài cái đèn này. Ok. Và ở trên bàn thì mình có mọi thứ như là MacBook, iPad, cái lược quả bơ, cái micro để mình kiểu là làm tiếng video. Xong mình có các thứ như là ở trong đây thì mình để các cái thứ linh tinh của mình và mấy cây bút. Ở dưới đây thì khá là lung tung, nhưng mình để mọi thứ mình cần. Xong rồi ở trong đây thì mình để mới gọi như là hơi bày vừa. Ở trong đây thì mình để toàn thuốc không, mà là vì kiểu ở trên đại học á ai cũng bệnh hết á, bị bệnh 2 lần rồi. Và ở đây thì mình có mấy cái hình của các người mình yêu của mình. Mình có các bạn của mình ở Stanford, bạn thân của mình Teresa, các bạn của mình học cấp 3 Evelyn, các bạn đi sinh nhật của mình. Đây là bạn của phòng của mình, trang trí ngầu nè. Bơ, đít bơ, ngầu không? Và ở đây mình có chuối và có cái bảng để mình giữ lại, có thể viết cắt nước lên, vẽ cái trái tim lên được. Dạ. Và ở đây mình có cây dù, mình cần khi mưa. Hôm bữa mình nó mưa muốn chết và mình đạp xe đạp á. Đây lý do là sao mình đang quỵt bây giờ. Và ở trên đây thì mình có mấy cái đồ linh tinh của mình. Đây là kiểu là cái bếp mini của mình. Mình có đồ cắt táo, cả đống mấy cái dao nĩa mà mình đã cướp từ canteen mà mình quên trả. Mình sẽ trả, mình hứa các bạn là mình sẽ trả, mình không có ở đại ăn cướp dao muỗng nĩa đâu. Wow. Các bạn biết cái này á, họ đã từ chối mình đó các bạn. Nhưng mình vẫn có ở đây đấy, kiểu là tức là mình nhìn để mình cảm giác như là một con bị từ chối. Không sao ấy. Và ở đây mình có những thứ như là các gia vị mình cần, cái nón. Và ôi là các bạn phải đeo cái nón vào gạo nữa.
để mình kiểu nhớ nhà. Ở trên đây thì mình để đồ khá là lung tung. Nhớ trên cùng đây, cái cây nó đang chết. Những cái cây này mình có hồi từng đầu tiên đi học, nhưng nó đang từ từ chết là vì mình quên tưới nó. Sorry cây. Và mình có qua bơ. Và có cái sách này. Mình chưa sách này ở đây là vì nó màu hồng. Và nó có tên Jenny cho nó. Nhưng đây không phải là Jenny Huỳnh viết. Nhưng kiểu có cái đó trên đó thì mình là mình cảm giác như là mình thông minh hơn, mình biết sách đó các bạn. Và có thêm mấy loại tin nữa. Và dưới đây thì mình có cái thảm úp la là vì mình quá là thích ăn bánh mì cháo. Và mình có bộ sưu tập giày của mình. Tình hình bộ sưu tập giày của mình khá hẹp là vì mình không có thể mang được nhiều giày quanh đây, nhưng nói chung mình sống đơn giản hơn cũng ok. Ok, bắt đầu của mình. Yeah. Ở đây thì mình có cái tủ lạnh mini. Ở trong đây có mấy chai nước tăng lực và sữa hạt nhân của mình và một quả táo. Không có nhiều nguyên liệu lắm, nhưng bình thường mình sẽ xuống canteen ăn. Nhưng bình thường buổi sáng nếu mình ăn dầu ua thì mình sẽ để trong đó. Cái này là ký túc xá cho mình, nhưng mình phải trả lại chứ không mình không. Thì các bạn thấy tò mò tại sao cái giường của mình nó lại cao nổi vậy? Lý do là vì ở dưới đây có rất là nhiều đồ. Có 3000 tủ đồ mà mình để tất cả các quần áo của mình, như là ở đây thì mình có đồ ngủ, ở dưới đây thì mình có các váy và quần jeans, và ở trên đây thì mình có đồ ngủ. Các bạn thấy bộ sưu tập vớ của mình không? Quá là xinh. Và dạ, cameraman có ổn không? Ổn hả? Không ổn hả? Tại sao? Tiếp tiếp. Và ở đây các bạn có hỏi tại sao đây lại có 3 cái cửa. Cái cửa này thì là tủ đồ của bạn cùng phòng thứ hai của mình. Cái cửa này thì mình không biết nó mở được hay không nữa, kiểu là mình không biết tại sao cái cửa này nó có ở đây nữa. Và đây thì là cái tủ đồ của mình. Wow, giống là một cái phòng á. Và ok, để cho các bạn biểu diễn các bạn là như nè. Ok, 3, 2, 1. Wow, đây là 1/3 tủ đồ của mình ở nhà. Nên mình sống một cuộc sống đơn giản hơn, là vì diện tích nó nhỏ hơn. Nhưng đây là các đồ mình mặc rất là nhiều nên nó rất là có dụng. Quá là xinh luôn. Và ở trên đây thì mình để chứa là các cái túi của mình, như là cái túi bao gạo. Và ở đây thì mình có túi sách. Và dưới đây thì mình có vali của mình cho những lúc mình dọn về nhà. Nhưng điều đó chỉ xảy ra vài lần trong năm thôi. Hơi buồn. Nhưng mà thì mình về nhà cũng chẳng có xách vali, mình toàn là xách ba lô. Chỉ mang cái thân mình về nhà thôi. Thế tất cả các quần áo của mình thì mình đã sắm cái móc hình trái tim này. Là vì kiểu như là mỗi lúc mình đi chọn đồ á, nó sẽ làm cho mình cảm giác vui hơn. Nên mình cảm giác như là cái điều đó đáng tiền. Vì mấy cái trái tim này mắc gấp 10 lần cái thường. Và ở trên đây thì kiểu là cái trần nó rất là cao, thì mình nghĩ thế để rất là nhiều đồ trên đây. Nên trên đây mình có thêm cái bộ ra giường nữa. Các bạn không nên nhìn dưới đây nữa, nó bậy bừng. Không sao á, hồi nãy mình đã nhét xuống đó là vì mình không biết có chỗ để nhét á, nên mình nhét xuống đá để các bạn không nhìn thấy. Và ở đây mình có cái đôi dép mà mình mang đi tắm. Nó có mấy cái nhiều lỗ là vì chưa ký túc xá đi tắm không mang dép rất là dơ, nên mình mang dép nè lúc mình đi tắm. Và dưới đây có cái thảm con cọp. Nhưng mình hứa các bạn là đây không phải là con cọp thiệt đâu, là vì Jenny Huỳnh sẽ không có giết thú vật. Và ở đây thì là cái túi giặt của mình. Hôm nay là chủ nhật á, là ngày giặt đồ của mình và mình chưa đi giặt đồ. Phòng giặt ký túc xá kiểu. Lát nữa mình sẽ xuống giặt đồ. Mẹ hứa nha. Túi giặt hình cây giống là Stanford đó. Và có cái đèn nữa. Mình thường vẫn chẳng xài cái đèn này. Nhìn quen thuộc không các bạn? Và cuối cùng thì là cái khúc vui nhất phòng. Đây là cái ở dưới giường. Dưới gầm giường. Thì ở dưới đây thì các bạn sẽ nghĩ là ồ, ở dưới gầm giường chẳng có gì phải không? Nhưng không, phòng của Jenny Huỳnh thì ở dưới có quá là nhiều thứ. Wow. Nhìn nè, nhìn ngầu không? Đầu tiên thì có cái thảm này mình đã lết qua từ Việt Nam. Thì ở dưới đây thì nói chung cái chân này nó cũng khá là đụng đầu, nên ai đó mà cao 1m8 á chắc chắn sẽ đụng đầu trong lúc ngồi dưới đây. Nhưng ở trong đây thì mình đố các bạn ở trong cái hộp này có gì á. Ok, 3, 2, 1. Ở trong đây thì là lô snack của mình. Đây là bình thường các snack châu Á, là vì mình khá là nhớ nhà á, nên có snack châu Á là mình vui hơn. Có thêm đôi giày nữa. Và ở dưới đây thì mình để mấy cái gối. Mình thấy kiểu là dựa ở đây vì mình ở phòng 3 người á, nên kiểu là cái sự riêng tư của mình nó không có được có lắm. Có sự riêng tư luôn. Nên kiểu là mình làm cái hang này, mình gọi là The Jenny Hang. Hang Jenny. Để kiểu là mình thấy suốt này và mình thấy núp. Và có những thời gian riêng tư và những thời gian tự tâm sự với bản thân. Và ở dưới đây thì mình có thêm mấy cái hộp này để mình đựng đồ, như là có thêm ra giường dưới đây nữa. Cho đi thì mình có kiểu là tủ để mình đựng thêm kiểu là khăn và các thứ. Yeah, đó là cái đó. Đây là cái khúc mình thích nhất của phòng mình. Nó cảm giác rất là riêng tư luôn. Kiểu là mình làm như vậy á. Dạ, các bạn đâu có nhìn thấy gì mình được không? Mình các bạn nghe được mình nhưng các bạn không nhìn thấy được mình. Dạ. Có nhiều khi mình chui ra đây mình bị đụng đầu á. Có một hôm á, mình ráng nhảy lên giường của mình á, xong rồi cái chân của mình nó bị bầm luôn. Dạ, đó là phòng của mình. Mình mong là các bạn thích phòng của mình. Và các bạn muốn thấy buồn cười sao không? Mình tưởng là mình sẽ xong phòng của mình vào tuần đầu tiên đi học. Nhưng anh nhà bây giờ là tuần thứ 8 đi học rồi. Và mình bây giờ mình mới xong phòng của mình. Nhưng yeah, đó là cái đó. Nếu các bạn thích video này và các bạn hãy đăng ký kênh mình nếu các bạn muốn đăng ký. Dạ, yeah, đó là cái đó. Bye bye.
Nhưng vì mình là một người quá là sạch nên mình sẽ giặt các đồ mà ở trong cái túi giặt hồi nãy. Mình mong là quần áo mình nó vẫn còn tồn tại.